mình sẽ lo dần chuyện xứ Hà Tiên linh hiện cơ quan nhân sanh sẽ hiệp một đàn hết thình rồi lập nhân hoàng hỏi ra. Kính thưa chư quý vị, sau ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy viết rất nhiều sám kệ thi văn, bá tánh xa gần đua nhau kéo về thánh địa để nghe pháp quy y với bậc siêu nhân xuất chúng. Các vị thượng cả, các thầy đồ cũng như các học giả văn gia cũng rủ nhau đến thử thách Ngài, nhưng rốt cuộc họ đều kính phục và phát nguyện quy y. Ông Cả Châu, vị hương cả làng Tăng Long, đã quy y với Đức Thầy. Một hôm ông gặp một cụ lão tướng mạo phi phàm, tặng cho ông một bài thơ và bảo hãy về trình lại với Kim Sơn Phật, nếu Ngài cho phép thì mới được chép ra. Ông Cả về trình lại với Đức Thầy, được Ngài đồng ý và có viết thêm mấy đoạn sau. Bài Thiên Lý Ca này nội dung dạy ta ráng hành bát chánh tứ diệu đề, đáp tứ ân cho trọn nhân đạo, để rồi được có mặt ở hội Long Hoa. Ngài còn hé lộ cơ quyền cho biết những thảm họa sẽ xảy ra trong phút cuối của buổi tận quơ, và sẽ có cuộc thưởng phạt rất công bình. Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài Thiên Lý Ca. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo tháng 7 năm Kỷ Mão. Nam Mô A Di Đà Phật. Toàn lòng chớ già chớ hoài lo, ngọc ẩn non côn tờ lửa lò, châu lạc đường dê nương bước ngựa, núi trùng qua đằng ráng lần dò, giường qua ngõ khi giọng chiêu chích, cành nguyệt coi gà tiếng ngó o, tường tầng đã nghe xây công liêu, hương thôn bò hò sang sự xế, bỏ thôn hương liễu cân sẽ nghe đã tầng tường ó tiếng gà chiều, giọng khỉ ngó qua vườn, quỷ ma hay phá rối người
Đạo đức chữ nhu ráng chỉ hành, chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhạc, nghe cho tường giọng Bắc qua Nam. Thích Ca còn phê tước hàm, đài cao cửa rồng mơ mà ham tu hành. Hiền đệ cháu hình dốc nhiệm sâu, thiên ý không riêng mối đạo màu, rằng truyền yêu lý nhiệm cao sâu. Chuyện miền Nam địa càng thâm diệu, lọc lẽ tà tâm sự đứng đầu. Nguồn bạch thủy trong gieo thấy vàng lẻ màu, chưa hàng trọi đêm ngày buồn bã vô hồi. Kìa trên tiên cảnh vì ngôi sẵn dành, đào rải khắp năm canh tỏa dài tận tường, chẳng chút nào sai. Cổ nhân tích để phân bài, đường chân nẻo chánh âu ai ráng tầm. Huyền Bát Nhã chí tâm trực thẳng thả ra khơi, cứu dần khách trần. Phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm ta tháng muôn phần đớn đau. Trong đời người tài cao đức trọng, hầu rõ thông thiên dòng lẻ nào, chí tâm thường làm dạy cho rõ biết thiên tào nơi đâu. Ngồi nghĩ càng thêm sầu cho thế, bởi ít ai cải chế đường ta. Sợ trượt đò xa,
sợ cho lắm kẻ chan hòa lụy tuôn. Sợ nhiều kẻ già buồn đói, chỉ quên những câu chánh kỳ quá nhân. Mạng lo tìm kiếm tước quần, thất kỳ vọng tưởng lánh chân đường lành. Trong buổi khổ mau mau tránh ơi khổ, ráng tầm vào đến chỗ an cư. Học câu hỷ xả đại từ, nêu gương nghĩa sĩ dạ tư chớ gần. Câu bát chánh ráng mài chạm dạ tư, một điều người khá hành y. Muốn thu thiên đình nhất kỳ, hạ nguồn sắc linh khai kỳ long hoa. Ráng dẹt phá sương mù trước ngày mắt, chớ để cho quỷ giác linh hồn lão đây dưng linh Phật tôn. Lành cần thương phạt chư môn giữ lành, khá chi tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba. Trở chân cho kịp long hoa, long hoa có mặt ấy là hiền nhân. Đền ở thế nghĩa trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp gian ngút mây. Chớ nên bắt bè Phật Thầy, ngày sau phải chịu đọa đày chớ than. Cuối năm thịnh sẽ lo dần chuyện xứ Hà Tiên, linh hiện cơ quan. Nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hỏi ra. Khuyên sanh chúng gần xa phân cạn, dừng nhân hoàng cho rạng á đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà nam.
Phật chỉ dạy quy tam lập hội dừng cho rồi một cõi thành ba. Chớ mong yến thử ầm hà mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại heo giòn cho trẻ cứ đầu lưng đừng rẽ đừng chia cả kêu lớn nhỏ hoài về trên quà dưới thuận nghi chớ lìa chớ phân lòng qua hỏi ân cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhân lối âm dục khởi tiếng đờn thất sơn dây loạn là cơn hiểm nghèo nơi phía trước treo leo tiếng ơi khóc đứng sau lưng hình dốc dài chân nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lầy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm cứ lắng lờ ngạo biếm khoe khoang đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục ba khắp tràn hải dân đến thân giàu thanh thần náo đồng thảm cho trần nhà trống ruộng quan tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn nạn tai dồn dập sớm làng còn chi quyền dành chung ráng ghi mối đạo lòng hằng lo ngài thảo nghe con tương dưa giữ phận cho tròn cuối niên thân dầu mất còn sẽ phân trong một giáp ân cần suy tính muốn làm hiền ráng nhìn đừng tháng đến nay gần buổi khoa tràng minh quân xuất thế khắp tràng thành thơi đến thân giàu cơ trời thấy ơi lộ đạo bình quy cổ diệt
và vô bế hồ im liềm lập thành mối đạo rõ điềm xưa kiên. Thế dân chúng danh bia hậu thế Phật thánh tiền kèm chế lập thành việc tà lập chánh đành rành ba màu nắm chặt nam thành sự phân trong tam giáo ân cần mở đạo trường ngoại bang phục đạo như xưa Phật tiên dẫn truyền lọc lừa chúng sanh rang nhớ mũi dưa hồi này trên cùng dưới sum dày một bụi dựng mười hai mai rủi mới hay làm cho rõ mặt râu mài thượng quân hồi phục là ngày an cư cuối thân giàu sanh hết khổ đến mai để dương xuất thế là ngài giàu thân bình trị trong ngoài âu ca phân chỉ rành gần xa để già chớ đảo điền phải đò phải xa nghĩ suy cho thấu mới là một bầy hồng lạc nay đà thành thơi khuyên sanh chúng nhớ lời ta tỏ trước cùng sao chỉ rõ mối đàn nhân sanh giữ phần chớ than mình dường xuất thế mới an dân lành gọi ơn trời độ khỏi sai lầm xin giúp chỉ bền chỉ dục tâm hồ mạng thân Quán Âm trợ lực nguyện thân ý nhiệm xưng công thần từ bi trời Phật độ quần sanh
tai ương vạn sự lành. Đệ tử gọi nhuần ân đức cả chúng thân quyết chí dốc làm lành. Bồn giới mượn bút tài đề đã rời trần thế giữa kề tiên ban tay chèo miệng nói lang mang chung sanh cách trở nghèo nàn hỡi ai. Lục châu ta giàu bằng nay thấy trong lễ thư quá dài gian đồng tình ta quốc an bang nước nhà vững đặt nam đàn hiền vinh. Bây giờ ta mượn kệ kinh khuyên ai mau sửa mình cho an. Bữa xưa giảng kể một nan bởi vì ta mắc dời thòn cành xa ngày nay ta cũng nơm na gầm trong lễ thứ hằng hà lì rơi chừng nào mới đặng thành thời qua năm hỡi Phật trời định phân. Chim mô đã giữa cầu ngân người xưa trời gót cho gần người nay. Người nay rồi dẹn thảo ngay thì là thấy tàn mặt mày người xưa. Nguyện cầu gắn chi sớm trưa cầu cho ba tánh sớm mưa tu hành. Đầu đuôi ta tỏ ngọn ngành mau mau trao trĩa chữ lành cho xong. Đến chừng lập hồi mới mong trở về chúa cũ mới hồng xuê sang. Người hiền như thể ơi cỏ lan người hùng chết rất chật đàn thảm thai.
cả kêu kìa ơi là ai, quan trường rời dứt mặt mày chùi lao lối chân ra khỏi cho mau, tìm trong lánh đục tàu đào mới ngoan. Theo ta đến chốn tiền bang, đằng coi các nước hội hàng năm non. Đạo Phật vốn ngàn xưa rạng tỏ, nay lưu lờ bị mò cùng chuông. Thấy chúng sanh đắp Phật ban buông, mà tội lỗi ngàn muôn lao ly. Cho đó hiểu nhiều câu quyền bi, ráng nghĩ suy bền chí mới màu. Dẹp lời danh, dẹp hết mong sầu, đặng trở lại với cha cùng Chúa. Nếu chẳng lo cũng như lá úa, lá úa vàng nó rụng người ơi. Ngàn năm mới có một đời, tới chừng lập hội Phật trời sự phân. Ai muốn gần bề ngọc các lần, thì phải ráng lập thân nuôi chi. Ta cho đó ít câu tâm trần lập chi hiền nhân, đục trong đà to nguồn cơn. Lời ta khuyên đó như đờn ba nha, mặc ai xa. Lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Đây khuyên đó đắng cay ráng chịu, mặc người trên bằng biểu chẳng phê. Muốn cho thân vượt khỏi lệ, cầm sào trì chí một bề lo tu. Kim ngọc nan tri tường đông hải, Phật tà phàm tục tất nan tri.
ẩn xác phàm phu dình thích đạo, mặc tình thế sự chung khinh khi. Mấy kẻ tu mi tròn nhân đạo, hiền nhân thức tình kiến quyền di. Ngay thẳng hiếu trung trang hiền thảo, kim thời ba tánh gọi ngu si. Nợ thế đền sông mong giai lão, hiền thần hiếu nghĩa đáng nên ghi. Lâm sầu mong ở trong trần thế, việc tu hành như ế chờ đông, mang lo danh lợi nào nồng, chữ tu để già chớ hồng lợt phai. Mặc tình ai dèm pha tai tiếng, sửa tâm lành như miên hoa thơm. Đến chừng qua nở nhị đơm thì là trần thế mới hòm bè qua. Câu đạo lý thiệt tường thiệt tận, khuyên dương trần bớt giận đừng gây. Kìa kìa súng nổ trời tây, đến năm thân dầu tay đầy sấm giang. Hung đồ với lỗ dọc ngang, đến sao rời mau khắp tràng mới tu. Thấy đạo lý còn lưu chưa tỏ, dân ganh hiền ghét ngõ làm chi. Buồn đời xuống bút làm thi, thương dân chịu chữ cố lì dạy dân. Nào nào dân có biết ân, mạnh rồi tướng Phật giái thần làm chi. Lời châu ngọc khuyên ai để già nay gặp người quái là tỏ phân. Hãy mau khuya sớm chuyên cần, đặng xem chữ
quốc non tần dành chiêng. Nay nhằm lúc đêm khuya lặng lẻ nhân ít lời cho kẻ đàn xa, Phật nhi tâm tánh thật thà, ông còn phân biệt chánh tà nữa thôi. Dương trần thương bạc như dôi, gặp cơn bát loạn mới hồi tâm hung. Lột máu não còi thung lo, liệu gắn bền lòng bằng biểu gì ai. Thất sơn lộ dè đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Khuyên bổn đạo gần xa nuôi chi, lẻ nhiệm màu quyền bi nơi đây. Bây giờ nương bóng cờ tay, mượn phần xác thịt tỏ bài thiệt hơn. Thương danh chúng đòi cơn da ngọc, ta quyết dình chung tộc giang sơn. Ta khùng mà chẳng ơi có cơn, cùng không có tánh giận hờn ba gian. Cười rồi khóc thiết tha liêu điều, vợ xa chồng bằng biểu thế lương. Chẳng cần trà quá nồng hương, miệng cho ba tâm biết đường chân tu. Nghe kệ sớm như ru giấc mộng, lo chê cười hầu hồng reo gian. Ấy mình nhiều của giàu sang, phụ khinh tông tội chẳng màng người xưa. Mặc y ai ghét ưa, ghét lấy tâm thần xem xét thế nào. Sâm gian thì lộ bàn vàng, chữ nhu thế giới khắp tràn tới thi. Chữ thi gần chữ sâu bi, bị ham của báo ly kỳ mau rơi.
Chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình, vì bởi chẳng tu ham vui quyền quý dài ngu, chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Ta nào có nói thêm cho chúng quá yêu đời, viết tung ít câu, ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho càng mới hầu khôn ngoan. Đây sắp đến lầm than khắp mà chốn, việc tu hành đâu tốn tiền chi. Này này lời lẽ sao đây sẽ thấy việc gì trên mây? Ta mắt lanh tà tay đa sự làm điên khùng, cũng tự lẽ ni ai là bực tu mi. Thương đời ta mới làm thi khuyên đời, còn ân nhân đời thời đưa đến, nên phải làm kẻ mến người khinh. Người hiền tâm trí thông minh, người hùng cư mãi chống kình với ta. Theo học cổ nôm na ít tiếng, làm nhiều điều sao xuyên nhân tâm. Chữ nhu ta học âm thầm, ai là người tri ráng tầm cho ra? Để đến lúc phong ba biến chuyện cành hồng trần, tờ biển mênh mông mới là sợ chết ước mong, mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Tiếng đợn họ liêu ơi cống sang, đêm khuya phiền nhủ khắp tràng chúng sanh. Chốn Phật cảnh dân tâm kẻ tới, ta ra đời nên mới đổi thay. Bởi vì lời lẽ thẳng ngay, cho nên chúng nó ghét bài phu thi.
sầu bi dài mổ kể khuyên trần nước đổ ơi lá môn khắp cùng làng sớm hương thôn vì không qua thế nên tồn lại ngu dạy đạo đức người tu rạng lý mong cho người hữu chí làm theo không làm thì ắt mang eo làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa chư quý vị, để liên tục đến bài Thu Đã Cuối chép theo bổn chánh do Đức Ông giữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thu Đã Cuối bất lai rai thôi ơi, xét cõi lòng chành nỗi thương tâm canh tràng thôn thức đứng nằm phiền ba xe ngựa ù ầm bên tai nguồn mây bạc cuốn quay mũi viết chầm vào nghiêng chỉ xiết ngại ngùng cũng bung sao lại khuấy bung một bầy ngơ ngác cõi tùng còn xa hay tăng sĩ thiệt thà hữu chi vội đem lòng ích kỷ hại nhân ôi đời im cừu nghinh tân rùng rùng xóa bỏ Phật thần thanh tiên làm cho lão nương phiền nữa tuổi ước sao mình như cùi trên trăng đằng soi khắp cả dương trần cho người trong tối đặng lần điền quang kể đến lúc băng ngàn đất khách đem thân này cắt mạch sâu đông dầu ai trao đổi lạc nồng trao chua chế ngọt tắm lòng chẳng nao nhưng nghĩ lại héo xào tim phổi biết gốc lành sao cõi không dình ngạt ngào tiếng kể lời kinh ơn nhờ chư Phật
quay thinh giáo truyền. Thân làm đạo ba diện năm môi, dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi rồi thành lại nên tuồng, dạng dân hướng được nước nguồn ma. Trải một lúc cuộn ba sóng dậy, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi. Trời đã sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả qua âm ỉ biết bao. Hoa cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông, theo đòi học cổ ơi của ông, nguồn văn kêu gọi người đồng tâm tu. Lòng đừng chất môi thù chi ca, lũ bạo tàn tất tà nay mai. Bấy lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh rồi thấu diệt loài kiều căng. Lời ta nói có ngàn lắm nhỉ, để đây rồi chung quỷ hiểu lầm. Điều đợn trói khúc quyền thâm, nhà nghề chọn bản tri âm đâu nào. Dòng tăng sĩ thanh thao như kiền hàng đã lâu, sông giếng càng mòn, có cây khô héo thon giòn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Nghĩ đến đây gió ào ào thôi, ngẩn mình ra nhìn ngọn đông phong. Không minh nhờ gió dùng công, còn ta nhờ được mùi mộng bay tan. Khuyên chớ chấp kẻ lòng lan soi, để đức lành ta rồi khắp nơi. Non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Nhân loại sẽ khỏi chìm bể ơi khổ, khắp muôn loài nguyện độ siêu thăng.
mặc tình thế sự kêu thằng hai ông. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua giọng vàng đành thức bốn phương. Chân hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Tay tăng sĩ gầy thiện quyết, năm lần bụi bờ xuống thầm mơ lên đều. Dầu cho gặp lắm hùm bèo, từ bi vẫn niềm quyết leo khỏi rừng. Đau nạn chi mà ngừng việc phải, cuộc tan thương biên cài cảnh trần. Bực mình đeo đắm ơi pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước ra. Thấy thiện tinh chan hòa giọt, lụy tâm não nùng chành nghĩ xa vời. Chim trời dừng ổ chiều mới, bầy con chiều chích cả đời nhàn thân. Còn một đoạn mưa tầng nắng ơi, sợ trải qua rồi việc dở quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bê bồng con dạy hát bài khải ca. Ai mà được trong qua cảnh ấy, cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Đời ta ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Phần tăng sĩ nại bao gió bụi, miệng số lòng thao cùi ta bà. Theo đòi gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ra đạo màu. Cả dạng vật chung bầu thế quán thù, dừng bãi chiến trường. Cùng đồng xưng bá xưng dương, tranh quyền đoạt lợi đớm đương sẽ giành.
ta nguyện một lời hành chánh đạo, chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà gắng chi kêu gian. Người ôi thức tỉnh lánh nàng tu thân, nguồn bạch thủy trong ngần mát mẹ múc rưới vào đồ kẻ chúng sinh. Thần thông phép Phật muôn nghìn cõi lành nắm chặt ác mình thành thơi. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dùng tinh thần trong chòi quỷ tà, đừng cho chúng đến gần ta, nhân sanh còn hơi ngà ngà giấc say. Phật tiên thánh muôn loài dạng vật cùng ở trong qua đất dừng gầy, siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân quan nghiệt càng gây thêm hoài. Ta chỉ dốc tầm đài nguyệt kiến cho dương trần, rồi chuyển sai lầm định thần dẹp hết ta tâm, quần lai bổn tánh thần khâm quỳ nhường. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gầm cuộc đời cái bóng theo hình, tu hành đâu kể nhục dinh. Ta làm bốn phần ngạo khinh mặt đời, đầu ngưỡng dòng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dừng đạo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Lòng trẻ thảo biết đoạn biết kết, phi xác phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Hay biển khổ đau an lòng đằng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh,
miệng cho ba tánh vẹn mình, hết cơn bệnh tật hết tình đào tà. Cuối nhờ nước ma mát mẹ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bờn nhớ. Để ma bệnh theo hờ bén ơi gót, thần chết kia ôm hót bên mình. Đạo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cùng dình cốt xưa. Nở đâu lại dài bừa, đồng loại cùng gốc ngày thường đế xuống trần. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chung quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thốt muôn dân. Bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì tham muôn bề. Khuyên trong nam nữ chờ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây phương. Tu cho kẻ bảo khâm nhường, đẹp lòng cha mẹ cửu quyền chờ trong. Nam mô A Di Đà Phật.